Trong hai vụ vừa qua thì rất nhiều bà con nông dân cũng đã tâm đắc sử dụng, minh chứng là hơn 200.000 hectare bà con nông dân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã và đang sử dụng, và tiếp tục trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong vụ đông xuân này, bà con đồng hành và ủng hộ cho Syngenta. Như vậy thì công ty Syngenta cũng ghi nhận những cái công những cái ghi nhận cái quá trình mà bà con mình tin dùng sản phẩm trong cái vụ mùa cuối bà con. Thì tiếp theo thì công ty Syngenta có một cái chương trình nhằm tri ân cho quý bà con mình trong cái vụ đông xuân này, đặc biệt là trong tháng 10, từ tháng 10 cho đến tháng 12. Chương trình đó cụ thể như thế nào thì sau đây tôi xin mời thạc sĩ Phạm Ngọc Khoa sẽ chia sẻ cụ thể để bà con mình được rõ và cách thức thể lệ tham gia chương trình như thế nào. Xin mời thạc sĩ. Cảm ơn MC Giang ha. Xin kính chào bà con. Không biết bà con chúng ta có thấy cái màn hình chưa? Xin mời thạc sĩ tiếp tục ạ. Kính thưa bà con, thì chắc bà con cũng vừa được chỗ kỹ sư Hòa trình bày với bà con về cái đặc tính kỹ thuật nổi trội của hai cái sản phẩm Relax Extra và Nutet. Thì tiếp theo đây thì tôi cũng xin chia sẻ với bà con một cái tin vui. Thì cũng giống như chỗ MC vừa trao đổi với bà con đó, thì đồng hành với bà con trong cái vụ mùa đông xuân này, thì ngoài việc bà con được hưởng lợi từ những cái đặc tính kỹ thuật nổi trội của sản phẩm Relax Extra, là một sản phẩm mà có công nghệ nổi bật ưu việt nhất của Syngenta hiện nay, cũng như là sản phẩm Nutet 300SC, thì công ty Syngenta trong cái vụ đông xuân này cũng đưa ra một cái chương trình gọi là chương trình đồng hành cùng nông gia. Thì chương trình này nó có cái gì hấp dẫn thì chúng ta cũng xin chia sẻ với bà con. Như vậy thì bà con nhìn trên màn hình đó, bà con, thì kể từ ngày 15 tháng 10 đó cho tới ngày 31 tháng 12, khi mà bà con chúng ta tham gia mua hàng ở áp dụng chương trình là từ miền Trung cho tới Cà Mau đó, thì khi mà bà con mua sản phẩm Nutet Relax Extra với cái số lượng là 4 chai Nutet loại nửa lít, hoặc là 2 chai Relax Extra loại 250ml, bà con, thì bà con mua hoặc 4 chai này hoặc là 2 chai Relax này thì bà con sẽ nhận được 10.000 đồng tiền điện thoại được nạp vào trực tiếp vào cái số điện thoại của bà con. Và đồng thời với mỗi cái sức 4 chai Nutet hoặc là 2 chai Relax Extra đó, thì bà con cũng nhận được một cái phiếu và bốc thăm trúng thưởng vào cuối chương trình. Thì cái phần bốc thăm trúng thưởng này nó cũng khá là hấp dẫn, bà con nhìn nhìn vào trên đây thì bà con thấy có 8 giải đặc biệt là 8 chiếc xe Honda Future. Ngoài ra thì giải nhất là cái 38 cái máy phun phân hoặc là xả giống đó, thì đây là một trong những cái nông cụ cũng rất là gần gũi mà rất là thiết yếu đối với bà con. Ngoài ra thì có 78 cái bếp ga đôi, 238 cái nâng điện ha, rồi 268 cái nồi lẩu, cũng như là 1988 cái giải thưởng là mỗi giải là một cái chai Nutet 300SC loại 500ml. Như vậy thì bà con chúng ta là khi bà con đến đại lý mua thì bà con nhớ là hiện nay chúng ta đang có cái chương trình này, do đó bà con nói đại lý là khi mà mua đúng cái sức hàng này thì đại lý sẽ ghi cho bà con cái phiếu bốc thăm ha. Cái phiếu bốc thăm và bà con sẽ ghi cái thông tin là con. Thì cụ thể thì ở mỗi cửa hàng đại lý của công ty Syngenta thì bà con có thể tìm thấy những cái tấm poster thông tin về chương trình hoặc là những cái tờ bướm ở tại cửa hàng đại lý, thì bà con có thể là nhận về để tham khảo thêm, hoặc là trên những cái trang Facebook, Zalo hiện nay thì thông tin cũng rất là đầy đủ về cái chương trình này. Cụ thể thì bà con nhìn cái phiếu bốc thăm ở đây nó có hai cái liên, thì khi bà con mua thuốc ở tại đại lý thì bà con nói đại lý sẽ gửi cho bà con cái phiếu bốc thăm, thì bà con vui lòng ghi đầy đủ thông tin ở cái phần bên phải đó. Thì bên phải là bà con ghi thông tin hai cái liên này, bên phải là cái phần bỏ vào thùng phiếu và bên trái là cái phần mà phiếu bà con giữ lại để đối chiếu sau này khi bốc thăm ha. Thì một số thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mua hàng ở đại lý nào, số lượng chai, diện tích là bao nhiêu. Ở tại mỗi đại lý của công ty Syngenta thì cũng có để sẵn những cái thùng phiếu bốc thăm này, khi bà con ghi xong thì bỏ vào cái thùng phiếu bốc thăm ở tại đại lý luôn. Thì hàng tuần thì nhân viên Syngenta sẽ đến thu cái phiếu bốc thăm này về và cũng như nạp tiền cái top up tiền điện thoại cho bà con trực tiếp vào số điện thoại.
Thì đây là một cái chương trình nhằm tri ân bà con. Ngoài cái việc bà con sử dụng sản phẩm chất lượng mang lại cái hiệu quả cao trên đồng ruộng thì công ty cũng có cái phần tri ân cho bà con ở trong cái vụ đông xuân này. Thì chúc bà con chúng ta ở trong cái vụ mùa đông xuân này được một cái vụ mùa thắng lợi, cũng như là có được những cái phần thưởng may mắn khi tham sử dụng sản phẩm của Sinta và tham gia cái chương trình vì Let Extra Nitech và vì Let Extra đồng hành cùng nông gia. Dạ, xin cảm ơn bà con. Cảm ơn thạc sĩ rất là nhiều ạ. Tôi tin chắc rằng không riêng tôi và rất nhiều bà con nông dân đang rất là hào hứng để chuẩn bị mình ra đại lý để chúng ta mua sản phẩm và chúng ta tham gia chương trình. Và đặc biệt là tôi thấy có nhiều cái chiếc xe xe Air Black ha, rất là hấp dẫn, và hy vọng rằng trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ có bà con mình sẽ có cơ hội may mắn để chúng ta sở hữu được các cái chiếc xe này ha. Cũng như tôi nói ngay từ đầu thì chúng ta sẽ đã thông qua hai cái phần trình bày của kỹ sư Hòa và thạc sĩ Phạm Ngọc Khoa, thì bà con mình có rất nhiều cái thông tin cũng như tích lũy được nhiều cái thông tin rất là bổ ích thông qua phần trình bày.